Ngày 25 tháng 11, trên trang Facebook tên Nguyễn Truyện đăng nội dung kèm hình ảnh phản ánh việc nhận hỗ trợ cây cối ngã đổ do bão chỉ với 2.000 đồng. Bà con nghĩ sao? Bỏ cả buổi chiều lên nhận tiền bồi thường bão ngã cây cối năm 2020 với số tiền là 2.000. Bà con cho một bình luận. Trong đó, giấy mời của Ủy ban Nhân dân xã Tam Vinh với nội dung kính mời bà Nguyễn Thị Kim Truyện đúng vào lúc 14 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2021 đến tại nhà sinh hoạt văn hóa thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh để nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão số 6/9 gây ra năm 2020, kèm với giấy mời là tờ tiền trị giá 2.000 đồng. Ngay lập tức vụ việc trên gây xôn xao, nhận được nhiều phản hồi trái chiều. Đến sáng nay, tài khoản Facebook này đã gỡ bỏ bài viết. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, xác nhận việc người dân trên nhận tiền hỗ trợ 2.000 đồng là có thật. Trường hợp bà Truyện bị thiệt hại sau bão nên kê khai đề nghị hỗ trợ, cán bộ xã đến kiểm tra, lập danh sách. Qua kiểm tra mức thiệt hại của bà này chỉ một cây chuối, diện tích thiệt hại là 10m², thiệt hại hơn 70%. Xã tiến hành kê khai, mức hỗ trợ theo quy định về thiệt hại cây công nghiệp, ăn quả hơn 70% thì mức hỗ trợ 4 triệu đồng mỗi hecta. Bà Truyện bị thiệt hại 10m² thì mức hỗ trợ chỉ 2.000 đồng. Cứ diện tích thiệt hại ra sao thì mức hỗ trợ bấy nhiêu, xã làm theo đúng quy định. Ít thì nhận ít, thiệt hại nhiều thì họ nhận nhiều chứ giờ biết sao được, ông Phú nói. Theo ông Phú, trước khi nhận tiền, xã đã niêm yết cho người dân được biết tại nhà văn hóa thôn. Tuy nhiên người dân chưa quan tâm đến chuyện này nên khi đến nhận số tiền như vậy cũng bất ngờ. Toàn xã Tam Vinh có 588 trường hợp được nhận hỗ trợ. Qua rà soát mức hỗ trợ dưới 10.000 đồng có 31 trường hợp, dưới 20 triệu có 62 trường hợp. Họ ngồi chờ một buổi mà nhận mấy nghìn đồng thì thấy cũng khó cho dân thật. Tôi cũng chia sẻ việc này, nhưng việc hỗ trợ là đúng theo quy định nhà nước. Xã làm để huyện phê duyệt, anh em làm công tác kê khai, hỗ trợ cũng vất vả lắm. Người dân nếu thắc mắc chuyện căn cứ vào đâu mà hỗ trợ tiền như vậy thì chúng tôi sẵn sàng giải thích rõ cho họ biết.